Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Slenderia, The School. Ok, let's go. Rồi, căn phòng đầu tiên có một món đồ. Ok, là sang lại căn tiếp theo. Hai món ok. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Wow. Ở đây các bạn tìm đủ món đồ, đủ 8 món đồ, sau đó thì các bạn sẽ xuống tầng 1. Ở tầng 1 có một căn phòng để các bạn lắp vào đó. Rồi mình sẽ tìm ở chỗ này xem có gì không. Không có gì ở trong này. Rồi, sang tiếp căn phòng tiếp theo. Let's go. Rồi các bạn cứ đi tìm đủ 8 cái đồ này thì các bạn sẽ ghép vào tầng 1. Trong đó thì có một cánh cửa. Các bạn sẽ mở ra và trên đó chắc chắn sẽ có 1-2 món đồ nữa. Món đồ từ xó. Ok. Đây và mình sẽ xuống luôn. Kiểm tra xem còn thiếu cái gì nữa không. Let's go. Ok.
còn hai món đồ nữa cơ. Thì khi đủ hai món đồ các bạn sẽ ghép vào đây. Đó, ok. Rồi là ta lại đi tìm tiếp. Let's go. Rồi, và mình sẽ sẵn game tiếp theo. Senander Rina 2D. Ok, let's go. Trời đang mưa. Bây giờ mình sẽ vào trong căn nhà này. Căn phòng đầu tiên. Bước vào nào. Không có gì ở đây. Căn phòng thứ hai. Đây là một bức tường máu. Ok. Một mảnh giấy. Ok. Tiếp tục ra ngoài. Let's go. Oh my gosh. Các bạn phải tìm 4 mảnh giấy, 4 tờ giấy này. Sau đó các bạn phải có mật mã để mở. Wow. Rồi các bạn có thể quay lại căn phòng này. Căn phòng này đang bị khóa. Quay lại vào đây và tìm. Đây. Các bạn phải tìm đây. Để lắp vào đây. Thêm mảnh giấy nữa là xong. Là các bạn sẽ mở cánh cửa. Rồi, các bạn sẽ quay trở lại chỗ kia và mở một cánh cửa bị khóa bằng mã số. Let's go. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ 3. Slenderina Asylum. Slenderina Asylum. Ok. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Và tựa game này thì có ông quỷ bà ma. Còn đứa con của ông bà này thì có đang còn bé tí, vừa mới đẻ ra. Cho nên là các bạn chưa phải sợ, chưa phải chạy vì đứa con. Ở tựa game này các bạn phải đi tìm 8 mảnh giấy, 8 tờ giấy. Các bạn cố gắng tìm hết rìa ngoài. Sau đó thì đến rìa trong. Để tránh bị để sót một cái gì đó. Tờ giấy đầu tiên.
tầng thứ hai. Let's go. Không có gì trong này. Tiếp tục sang phòng tiếp theo. Thứ ba. Và mình đang nghe thì tiếng chân ông quỷ đang ở gần đây. Ra ngoài này, sau đó mới đến tìm gì ở trong, lúc đó thì sẽ không bị lẫn đâu. So, ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư, House of Slenderia. Bóng ma trong ngôi nhà. Let's go. Mảnh thứ hai. Các bạn đừng ra cái căn phòng này vội nhá. Căn phòng đấy để sau. Khi tìm hết xong bắt đầu các bạn mới ra. Okay.
rồi đi sâu vào tiếp. Đấy, con của ông bà ma quỷ này. Đi xung quanh và tìm tiếp mảnh thứ 8. Rồi các bạn tìm đến chỗ này, sau đó các bạn chạy thoát vì các bạn đang ở chỗ này. Rồi bản đồ đã đủ và đã đủ món rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Serendarina Zasabaha. Let's go. You okay? Tựa game này thì tiếng nhạc nghe cũng khiếp và cách chơi của tựa game này nó cũng khó hơn. Đó là các bạn phải chạy xung quanh với bị ba đối tượng đuổi. Đó là ông quỷ, bà ma, và thứ ba đó là con của ông bà này. Cho nên tựa game này khó hơn rất là nhiều những tựa game mà khác. Mình sẽ phải trốn luôn đường bên này. Ok, vào thử trong phòng là sao. Đây đúng như một mê cung. Quyển sách đầu tiên. Quyển sách thứ hai. Đúng một mê cung luôn. Con của ông bà ma quỷ này. Đó. Các bạn chạy thẳng xong rồi quanh, miễn sao đừng quay lại nhìn nó thì các bạn sẽ chạy nhanh hơn nó một chút. Đó, đến khi thoát đó là hết tiếng nhạc rùng rợn rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Demolix Maglos 2. Let's go. Đấy là một tựa game mai. Này cũng rất là khiếp luôn. Và mình đang ở đâu đây? Okay, mình đang xuống cầu thang, rất là rùng rợn tới cái này luôn. Không biết cái phòng này có mở được không, nhưng mà mình cứ mở thử xem. Không mở được.
chiếc chìa khóa. Vậy thì chiếc chìa khóa là sẵn cũng bỏ căn phòng này rồi. Ok, let's go. Đó, tiếng mà rất khiếp luôn. Đây là một tờ giấy. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Không có gì ở đây. Wow. Tiếp tục đi thẳng tiếp ở bên trong. Không biết bên trong ôm một con. Như từ game này các bạn chơi cẩn thận khỏi giật mình nhé. Ok, cuốn sách đầu tiên. Let's go. Sách thứ hai. Các bạn như là một gõ cụt. Rồi. Chuẩn luôn. Cái này thì bắt buộc phải có một chiếc chìa khóa mới mở được cánh cửa bên đó. Sau đó các bạn hãy đi sang bên trái này, tìm vừa tìm chìa khóa và vừa tìm cuốn sách. Sách thứ ba. Đó, cứ như thế thôi. Và các bạn truy tìm đủ 8 cuốn sách. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Chiếc chìa khóa này. Và còn cái gì nữa không? Trên xuống lại nào. Thank you.
vẫn xếp các bạn. Wow wow. Yeah yeah, kinh thật, đúng là một tự nhiên mà. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.